Ok, các bạn ơi, trước tiên là các bạn mở cam tay xe ra ha. Ok, bây giờ bắt đầu mình import media. Ok, mấy cái project này thì mình ấy xước rồi. Bây giờ cái project mình cần làm thì mình phải vô để bấm Control A. Xong, open. The first one là cái này ha, cái đầu tiên là cái này. Cái đầu tiên là mình quay nè, giờ mình add to timeline. Ok, trước khi các bạn ấy thì các bạn check coi mình phải quay nha các bạn này ha, mình cắt cái này bỏ khúc đầu ha. Rồi ok, ngay đây ha các bạn, ngay đây các bạn list, ok các bạn right click and delete khỏi lốc xe đây, add to timeline ha. Rồi các bạn kéo tới, ok đây ha. Rồi cái vô Visual Effects xem các bạn kéo này qua, thấy qua đây, nó lê luôn ha. Rồi các bạn chỉ cần kéo cho nó trong là vậy thôi. Rồi giờ qua tí xíu ở chỗ này thì các bạn nè, cái này ha. Rồi để cái đó phép này chụp hình là thấy không, các bạn add to thumb này, rồi các bạn bỏ xuống dưới này right here, để right here khỏi nó luôn ha. Ok các bạn lên này trước đi ha, vô ngay chỗ Visual Space xong các bạn remove color ha, xong ở đây lấy cái viết chấm bóp xong rồi các bạn chỉnh sơ sơ, mình chỉnh sơ sơ cho các bạn coi. Đó, bắt rồi ha, cái chiếc tàu này ha là cái hình chụp nè, các bạn thấy hình chụp không? Ok mình add to thumb lại. Rồi mình chỉnh qua này, mình chọn clear chiếc tàu luôn. Ok, rồi các bạn cắt xác cũng được, không cắt xác cũng được ha, tùy ha. Ok rồi các bạn remove color xong, các bạn chấm vào cái viết bấm xong thấy xanh xanh các bạn thì ok. Quay này ha, cần đây đúng không? Rồi các bạn list xong đi list cái này, rồi các bạn kéo này sẽ cho các bạn coi đây. Rồi các bạn bấm vô đây please, thấy này qua bên đi, điện thoại cái này mình còn cần xài nữa, xong nhớ bấm qua đây nha các bạn. Xong các bạn kéo này cho nó bớt cái màu xanh lên, rồi xong bấm vô đây, rồi ok các bạn đưa cái này qua đây nha, rồi các bạn kéo lên coi như là mình đứng tốt phía sau luôn, các bạn thấy không, coi như mình đứng ngay tàu luôn. Cái này nhé, cũng y chang vậy thôi, cái là các bạn vô đây xong kéo này xuống, rồi vô đây bấm như này nha, rồi về đi, rồi xong thành cái tàu đúng không, rồi
thầm lại cái máy dưới này ha. Rồi các bạn kéo cái máy xuống này. Cuối cùng xong cái này ha. Rồi, các bạn coi cái mây nè, nó đưa vào đây, coi cái mây nó bị ấy, các bạn kéo cho nó bằng cái này, mây nhỏ hơn. Xong, các bạn nhớ nắm đây nha, kéo hai cái này thôi nha, hai cái màu xanh xanh này. Okay. Các bạn release, xong các bạn rút nó lại, rút nó lại, xong rồi xuống như này. Rồi, cái lúc này các bạn muốn cái này nó đi đúng không? Này được rồi, các bạn để đây. Ở đâu cũng được, các bạn muốn cho chạy tới đây đi bay lên. Xong các bạn vô animation ha, animation custom này ha, các bạn vô chỉ dùng này. Này các bạn bỏ vô này cho. Ok, các bạn nắm cái này, các bạn kéo đi, tại vì mình rút lại cái tạo với người sẽ bay lên. Ok rồi, xong các bạn cứ kéo hết này, hết này là hết sự tồn tại. Cái này cái chụp hình ha, các bạn đưa qua bên này. Ok, bỏ nó, kéo nó xuống. Rồi các bạn thấy này không, nó kéo sát đi, tại mình có chim cái dưới đó, mình chụp hình đó, kéo sát đi. Rồi xong cái user sẽ xong bị mua khó này ha, mua khó lắm. Rồi xong. Rồi bấm qua đây. Bây giờ chiếc tàu mình muốn chạy ngược về đây à, tại vì mây nè, muốn chạy ngược về đây thì các bạn phải vô đây nha. Vô đây nè, chữ chữ Y. Ok, chữ Y nè, xoay 180 độ để cho cái chiếc tàu nó vòng trở lại 180 nha các bạn. Ok rồi, chiếc tàu vòng lại à, các bạn thấy tàu nhỏ tàu lớn thì tùy các bạn nha. Các bạn nắm này kéo ra thì nó bự ra. Rồi. Đó, ok, rồi các bạn cắt ngay đây. Okay. Dục phía trước này đi. Đây. Rồi. Nhớ ngay đây nha các bạn nè. Màu vàng đó nha. Bạn click. Xong các bạn dục nó đi. Release xong rồi release. Ok. Rồi cái này cắt luôn. Rồi. Cái dưới lít trước xong rồi cắt xả lít xong rồi các bạn mới ra lưỡi xong rồi release. Rồi ba cái này nó bằng nhau ha, đưa qua xong nhớ bấm đây nha các bạn. Rồi, rồi. Rồi. Ok rồi các bạn vô resource remove con được chưa đây. Ok xong hết màu xanh ha, các bạn đưa qua đây nha. Rồi cái hình mình cũng xây 180 độ luôn nha các bạn, xây chiều nào được hết, mình xong 180 độ. Ok xong rồi. Rồi các bạn muốn đứng đây đúng không, rồi. Muốn đứng ở đây. Okay. Các bạn bỏ qua đây chưa chưa, giờ mình canh chiếc tàu vẫn nằm ở đó. Rồi chiếc tàu nằm ở đó. Ok rồi cái tàu nó cũng bắt đầu nằm ở đây rồi các bạn nhé. Muốn cho nó đứng ở trong đúng không thì các bạn kéo này vậy, kéo này à, coi như là đứng trong, đứng trong à. Rồi các bạn đưa qua đây nha các bạn vậy. Nếu bạn muốn hai cái này dính liền nhau, cái người dưới tàu dính liền nhau là các bạn hai cái này các bạn phải gộp lại nha, gộp lại xong các bạn group. À, điện thoại các bạn mới dời nó được ha. À, oh, còn một cái nữa. À, thí dụ như giờ các bạn muốn cái này nó chạy tới chạy lui đúng không? Các bạn vô animation ha. Vô custom nè. Thí dụ như giờ các bạn muốn từ đầu ngay chỗ khúc đầu nó chạy vô. Ok. Rồi. Thì các bạn nắm cái này chạy xuống. Đó. Rồi, các bạn dời nó đi. À, các bạn nhớ bấm qua đây nha. Chạy đây đi, chạy lùi xuống đi, lùi xuống. Okay. Nó lùi xuống góc này ha. Rồi xong các bạn muốn chạy nó từ từ thì các bạn nắm cái này kéo nè.
từ từ rồi. Xong rồi các bạn muốn từ ở đây nó chạy ngược ra, nó chạy mất luôn. Okay, rồi. Thì các bạn nắm cái này, nắm cái custom á, xong quăng xuống dưới này ha. Rồi các bạn nắm cái này kéo đi thôi, nó ba vô đây nha, ba vô mất luôn ha. Rồi thì các bạn nắm kéo này thôi, nắm này nó rồi. Rồi giờ các bạn play từ đầu, các bạn coi nè. Có nè, bắt đầu chạy lên. Ok, các bạn hãy nhớ subscribe cho mình nha. Ok, cho mình một cái thumbnail nha, good nha, number one nha. Ok, bắt đầu nó chạy, các bạn lùi nè. Thấy các bạn lùi. Ok, ok, thấy nó chạy không? Đó. Xong rồi. Ok rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha.